Quý vị các bạn đang theo dõi hình ảnh cô chú làm xây dựng đang tiến hành đổ bê tông những cái hộp bê tông và những cửa cống. Vừa rồi chú đã dùng cái máy đâm rùi để rùi những cột bê tông kia cho được chắc chắn. Đấy, trời đã tới trưa và khá là nắng, nhưng cô chú vẫn đang tranh thủ để tiến hành hoàn thành nốt những công việc trong buổi sáng nay. Rất nhiều các tấm trụ bê tông, những nắp cống, những cái hộp, những cái trụ bê tông đã được hoàn thành. Xách một xô bê tông xi măng cát vừa được trộn xong, và bây giờ sẽ đâm dùng đâm rùi để đâm nốt, hoàn thành nốt cái tấm bê tông này. Cháu quay chia sẻ về cuộc sống ạ. Vâng, cháu quay chia sẻ về cuộc sống ạ. Đấy, chú đang dùng cái bàn xoa để tiến hành xoa cái bề mặt tấm bê tông cho phẳng và đẹp. Chắc là hết tấm bê tông này thì cũng là buổi trưa rồi, thì chắc là cô chú sẽ nghỉ đúng không ạ? Nốt tấm này xong là nghỉ à cô? Nốt cái tấm này xong là nghỉ ạ? Làm xong cái này nghỉ thôi. Vâng, trưa rồi cô ạ. Vâng, chiều lại làm tiếp ạ. Chiều lại làm tiếp. Vâng. Một buổi sáng này cô chú hoàn thành được bao nhiêu cái tấm như này? Ồ, hôm nay đây ra làm muộn rồi. À thế ạ. Đây, muộn làm chỗ kia xong mới ra đây. Vâng. Thế là được sáng nay được 4 tấm ạ. 5 tấm ạ. Vâng, vâng. Đây là mình làm là cho công trình nào đây ạ? À? Cho công trình trong làng. À thế ạ. Vâng, cho cái tấm rất là to và dày ạ. Chắc là công trình cũng to và lớn. À vâng. Vâng. Vâng, xây dựng nông thôn mới ạ. Vâng. Vâng. Đây là những tấm bê tông được làm để phục vụ trong công trình xây dựng nông thôn mới, cải tạo nông thôn, đường xá, cầu cống.
cho theo những tiêu chí nông thôn mới để nâng cao chất lượng cuộc sống. Xin tạm biệt quý vị và bạn, hẹn lại quý vị và bạn những video tiếp theo với những chia sẻ sẽ ngày càng thú vị hơn nữa.